Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học vật lý 12 của trang web học trực tuyến olm.vn. Các em đã kết thúc chương 1 về dao động cơ. Chuyển sang chương 2 này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sóng cơ và sóng âm. Hằng ngày ta thường nghe nói đến sóng nước, sóng âm, sóng vô tuyến. Vậy sóng là gì và nó có những tính chất gì? Sóng có ý nghĩa với đời sống và sản xuất như thế nào? Trước hết, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sóng cơ qua bài ngày hôm nay. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ. Nội dung chính của bài ngày hôm nay, các em cần nắm được. Thứ nhất, sóng cơ là gì? Phân biệt sóng ngang và sóng dọc. Thứ hai, tìm hiểu về các đặc trưng của một sóng hình sin. Và thứ ba là phương trình sóng. Một hiện tượng mà ta thường gặp đó là ném một viên đá xuống nước. Trên mặt nước hiện lên các vòng tròn đồng tâm lồi, lõm, xen kẽ và lan rộng tạo thành sóng trên mặt nước. Hay chúng ta có thí nghiệm như hình vẽ ở trên. Ở đây có một cần dung tạo bởi một thanh thép mỏng, đàn hồi. Một đầu được kẹp chặt và đầu còn lại gắn một mũi nhọn S. Dưới cần dung thì có một khay nước rộng. Ban đầu ta đặt cần dung sao cho mũi S cao hơn mặt nước và gõ nhẹ cho cần dung dao động, nhưng mũi S không chạm mặt nước. Ta thấy rằng nút chai ở vị trí M không chuyển động. Tuy nhiên, khi hạ cần dung thấp xuống, sao cho mũi S chạm điểm O trên mặt nước và kích thích dao động tương tự, thì ta thấy sau một thời gian ngắn thì nút chai ở điểm M cũng dao động. Tức là dao động từ điểm O đã truyền qua nước đến điểm M. Khi đó ta nói rằng có sóng trên mặt nước và O là nguồn sóng. Vậy, sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường. Các em hãy ghi nhớ khái niệm này nhé. Quan sát các gợn sóng đi từ nguồn O, ta thấy nó đều là các đường tròn đồng tâm O, tức là sóng nước truyền theo các phương khác nhau trên mặt nước nhưng cùng với tốc độ là V. Cũng ở thí nghiệm đó thì ta thấy rằng điểm M dao động lên xuống, nhưng mà sóng truyền từ O tới thì lại theo phương ngang. Sóng như vậy được gọi là sóng ngang. Các em hãy cho cô biết sóng ngang là gì nhé. Đúng rồi các em ạ, sóng ngang là sóng mà trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng. Thế còn một trường hợp khác, ta hãy quan sát sự truyền sóng trên một lò xo ống dài và mềm. Đặt lò xo trên mặt bằng nằm ngang không ma sát, sao cho các vòng lò xo có thể trượt dễ dàng. Giữ cố định một đầu lò xo, sau đó ta lấy tay nén và giãn nhanh đầu còn lại. Ta thấy xuất hiện các biến dạng nén và giãn lan truyền dọc theo trục lò xo. Và mỗi vòng lò xo thì chỉ dao động quanh vị trí cân bằng của mình theo phương song song với trục của lò xo, tức là phương truyền sóng, đó chính là sóng dọc. Các em hãy lưu ý, sóng dọc là sóng trong đó mà các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng. Sóng trên lò xo thì cũng có thể là sóng ngang nếu như mà ta kích thích dao động theo cách khác. Ở phía trên này thì ta có sóng ngang, còn phía dưới là sóng dọc. Phương truyền sóng trong cả hai trường hợp đều là phương ngang. Tuy nhiên, các phần tử ở phía trên thì dao động lên xuống theo phương vuông góc với phương truyền sóng, còn các phần tử ở phía dưới thì dao động trùng với phương truyền sóng. Đó là sự khác biệt để chúng ta có thể phân biệt được sóng ngang và sóng dọc các em nhé. Trừ trường hợp sóng trên mặt nước, còn sóng ngang chỉ truyền được trong chất rắn, còn sóng dọc thì truyền được trong cả chất khí, chất lỏng và chất rắn. Một điều quan trọng các em cần lưu ý đó là sóng cơ thì không truyền được trong chân không. Các em hãy cùng trả lời một số câu hỏi tương tác sau đây để nắm rõ hơn về nội dung mà chúng ta vừa học nhé. Chúc mừng các em, chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, các đặc trưng của sóng hình sin. Trước hết, các em hãy cùng quan sát mô phỏng sau đây. Giả sử ta có một sợi dây mềm, dài, căng ngang. Một đầu gắn chặt, còn một đầu được gắn vào một cần dung. Cho cần dung dao động thì điểm ở đầu cần dung dao động điều hòa theo phương thẳng đứng,
và trên dây xuất hiện sóng cơ dạng hình sin lan truyền về đầu bên kia. Đây là một sóng ngang, ta thấy rằng phương truyền sóng là phương ngang, còn với một điểm bất kỳ ở trên dây thì dao động theo phương thẳng đứng. Hình trên biểu diễn các phần tử của một sợi dây đàn hồi, giữa các phần tử thì có lực đàn hồi liên kết chúng. Ta thấy rằng dây có dạng hình sin với các đỉnh không cố định mà dịch chuyển theo phương truyền sóng với tốc độ V. Sóng hình sin được đặc trưng bởi các đại lượng sau đây. Thứ nhất là biên độ sóng. Biên độ của sóng là biên độ dao động của một phần tử môi trường khi có sóng truyền qua. Như ta đã học ở phần dao động điều hòa thì biên độ là ly độ lớn nhất của vật, tức là khi đó vật ở vị trí xa nhất so với vị trí cân bằng. Trên hình thì ta thấy được đỉnh sóng hay còn gọi là gợn lồi và đáy sóng là gợn lõm. A là khoảng cách từ vị trí cân bằng đến đỉnh sóng hoặc đáy sóng. Đại lượng đặc trưng thứ hai đó là chu kỳ sóng vẫn ký hiệu là T và có đơn vị là giây. Chu kỳ của sóng thì được định nghĩa là chu kỳ dao động của một phần tử môi trường khi có sóng truyền qua. Tương tự thì ta cũng có định nghĩa với tần số sóng ký hiệu là F và ta cũng có công thức liên hệ là F bằng 1 trên T. Đại lượng đặc trưng tiếp theo là tốc độ truyền sóng ký hiệu là V. Tốc độ truyền sóng là tốc độ lan truyền của dao động trong một môi trường. Đại lượng đặc trưng tiếp theo là bước sóng ký hiệu là lambda. Các em hãy cho cô biết bước sóng là gì nhé. Đúng rồi các em ạ, bước sóng lambda là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ. Quãng đường được tính bằng công thức là vận tốc nhân với thời gian, do đó ta có lambda bằng V nhân T hay lambda bằng V trên F. Cuối cùng là năng lượng sóng. Ta đã biết một chất điểm dao động điều hòa thì có năng lượng tỷ lệ với bình phương biên độ. Sóng truyền dao động cho các phần tử của môi trường, nghĩa là truyền năng lượng. Vậy quá trình truyền sóng chính là quá trình truyền năng lượng. Các em hãy ghi nhớ các đại lượng đặc trưng của sóng hình sin nhé. Để khảo sát định lượng chuyển động của sóng thì ta cần lập một phương trình xác định ly độ U của mỗi phần tử của môi trường tại điểm có tọa độ X nào đó theo thời gian T. Ta hãy xét trường hợp sóng ngang truyền theo một đường thẳng OX. Chọn gốc tọa độ O và chọn gốc thời gian sao cho phương trình dao động sóng tại O là UO bằng A cos của omega T. Trong đó UO là ly độ tại O vào thời điểm T. Sau một khoảng thời gian là delta T thì dao động từ O truyền đến M cách O một đoạn là X như trên hình vẽ. Ta có phương trình sóng tại M là UM bằng A cos của omega nhân với T trừ delta T. Do dao động tại M thì muộn hơn dao động tại O một khoảng thời gian là delta T. Kết hợp với công thức lambda bằng V nhân T mà ta đã vừa học ở phần trước thì ta viết được phương trình dao động của phần tử tại M là UM bằng A cos của omega nhân với T trừ dx trên V. Hay UM bằng A cos của 2πt nhân với T trên T trừ dx trên lambda. Phương trình này được gọi là phương trình của một sóng hình sin truyền theo trục x. Nó cho biết ly độ U của phần tử có tọa độ x tại thời điểm T. Phương trình này là một hàm vừa tuần hoàn theo thời gian, vừa tuần hoàn theo không gian. Thật vậy, ta thấy rằng cứ sau mỗi chu kỳ T thì dao động tại một điểm trên trục x lại lặp lại giống như trước. Và cứ cách nhau một bước sóng lambda trên trục x thì dao động tại các điểm lại giống hệt nhau, tức là đồng pha với nhau. Ở đây ta thấy rằng hai phần tử màu đỏ thì dao động đồng pha với nhau. Chúng ta cùng xem xét một ví dụ sau đây. Một sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài có phương trình là U bằng 6 cos 4πt trừ 0,2px với U và X có đơn vị là cm và T có đơn vị là giây. Hãy xác định biên độ, bước sóng, tần số và tốc độ truyền sóng. Đầu tiên, chúng ta hãy viết lại phương trình truyền sóng mà ta vừa học ở phần trước. Đó là UM có dạng là A cos 2π, T trên T trừ dx trên lambda. Tuy nhiên, phương trình đề bài cho lại có dạng là U bằng A cos
omega t cộng với phi. Do đó ta sẽ viết lại phương trình là um bằng a cos omega t trừ đi 2 px trên lambda. Nhìn vào phương trình này thì ta có thể dễ dàng xác định được biên độ a có giá trị là bằng 6 cm. Thế còn bước sóng thì sao? Ở đây ta thấy rằng 2px trên lambda thì tương ứng với 0,2px ở phương trình mà đề bài cho. Do đó ta có thể rút ra được lambda thì bằng 2px chia 0,2px và bằng 10 cm. Thế còn tần số và tốc độ truyền sóng thì sao? Các em hãy suy nghĩ và cho cô biết kết quả nhé! Đúng rồi các em ạ, ta có thể biết được tốc độ góc qua phương trình này, omega thì bằng 4π và ta áp dụng công thức liên hệ giữa tần số góc và tần số là f thì bằng omega chia cho 2π bằng 4π chia 2π và ta được f bằng 2h. Còn tốc độ truyền sóng thì ta áp dụng công thức là v bằng lambda chia t hoặc v bằng lambda f và bằng 2 x 10 bằng 20. Tương tự thì các em hãy làm một số bài tập tương tác sau đây để nắm rõ hơn kiến thức chúng ta vừa học nhé. Vậy là trong bài ngày hôm nay, cô và các em đã cùng tìm hiểu về sóng cơ, phân biệt được sóng ngang và sóng dọc, giải thích sự truyền sóng và tìm hiểu các đại lượng đặc trưng của một sóng hình sin, bao gồm có bước sóng, chu kỳ, tần số, tốc độ và năng lượng sóng. Và cuối cùng là phương trình sóng. Cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng ngày hôm nay. Các em hãy áp dụng những kiến thức vừa học được để làm các bài tập trong phần luyện tập và kiểm tra nhé. Hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo trên kênh Học Trực Tuyến OLM.